Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Mình là Quang Kiều Golden đây. Và hôm nay là có ông anh ông đem tới cái lắc này để mình sửa lại cái pháo nha mọi người. Đây cái pháo nó mòn hết rồi. Ok. Và bắt đầu mình sẽ rà cái pháo ra trước, rà cái lỗ lấy cốt nó mọi người. Và phải thay cốt luôn. Mình thay cốt luôn nha, mình không có hàng đơ nha. Tại mọi người mỗi cách làm. Thì đâu có ai làm giống ai đâu mà. Mình sẽ rà lấy dấu trước. Sau đó lấy mũi khoan rè lại và thay luôn cái cốt, thay luôn cái pháo bên kia nó cũng mòn hết rồi nên là phải thay thôi. Nó giờ phải lấy mũi khoan, mũi khoan mình khoan mũi 058 nha, là 8 gem đó. Và cái một số mũi thì không có cái mũi nó bén lúc đầu, còn có mũi thì nó lục lắm nên là mình phải mài lại. Cái nào được thì mình mài, còn cái nào cũng... và cái nào được thì mình kho, mà cái nào không được thì mình mài lại. Mài thì cái nào mình ấy mình sẽ hướng dẫn cho mọi người mài một khoan bén. Mài mũi khoan là lấy dũi sòn mài mới được nha mọi người, tại mũi sòn mới dũi được sắt thép. Và sau khi dũa xong rồi mình sẽ khoan cái lỗ, khoan lỗ vào xong mình thay cái cốt luôn, hàng lắc cho người ta luôn chứ không có hàng chết nha, mình sửa mà. Ok, con cái này chọc mạnh quá nó gãy luôn mua khoan. Giờ rút ra thì lấy cốt ra thôi. Và còn tiếp tục đầu bên kia nữa nha. Đó, cái cốt nó muốn lấy đâu. Và sau khi hàng cốt xong thì mình sẽ gỡ pháo ra nha. Và cái pháo này thì nó hàng mặt trong chứ không phải hàng mặt ngoài, nên là mình gỡ cái này. Rồi lúc này mình gỡ bị sai rồi nè. Tại vì nắm ở ngoài này cái mặt trên nó lòi ra cái pháo luôn, là nó chia cái pháo lại á, cứ cầm gỡ qua không được nên là phải lật ngược lại mới gỡ được. Này mọi người xem nè. Đây là cái nào cũng phải là xem trước nha, cái này tại mình không có ai á, nó cũng không có ảnh hưởng gì, gỡ lại bên kia thôi. Mọi người xem cách gỡ nó như thế nào nha. Thì hàng đó thì nó đơn giản nhưng mà gỡ ra nhiều lúc nó hơi khó một xíu. Phải canh lửa rồi chỉnh là mới gỡ được nha. Đó, lúc này hơ đỏ rồi nè. Xong rồi xem lại thì thấy nó sai sai gì đó, gỡ không được là thấy sai sai gì đó mình mới lật mặt ra lại. Đó, thấy không? Đỏ lửa mà không ra là mình thấy nó sai sai rồi đó. Rồi anh em rút kinh nghiệm nha. Cái này mình chia sẻ thật tình luôn. Đó, giờ mình lật ngược lại mới tháo ra được nha mọi người. Còn cái mà chấm chấm này á, các anh em hay hỏi tại anh em không biết á, cái này là hàng thi nha. Đó, người này thì nó rất dở này, thấy không, gỡ nó đỏ lửa nó sẽ bung ra thôi, nhớ đỏ rồi nha chứ đừng có đỡ teo nha. Và sau khi xong thì mình sẽ lấy một miếng vàng sẵn nha, rồi bắt đầu cắt nó ra. Đỡ cán ra rồi mình uống thành pháo nha. Mình không có kéo pháo, mình sẽ uống luôn. Đó. Sau khi cán xong rồi mình sẽ cắt hai đầu đi, cho nó canh canh gì vừa đủ thôi. Rồi uống là thành cái báo, đỡ vào hàng luôn. Uống thì làm một lẽ tẻ một cái về thì uống nó nhanh hơn nha. Còn kéo pháo rất là lâu. Uống thì mình lấy kim tròn nè. Uống xong rồi lấy mũi khoan, lúc đầu mình khoan á, rồi bỏ vô bóp nó lại ok ha. Đó, như thế này nè, bóp lại thì nó không đơn giản hơn. Nó như thế này gần xong nè, bắt đầu mình đi cưa phần dư đi.
đây, và sau khi xong ống mình sẽ gấp bỏ này nha mọi người. Mình sẽ dùng cái giá đỡ này đỡ hàng cho nó dễ hơn. Đó, canh cho nó đều hết rồi, bật lửa lên qua hàng thôi. Như mọi người hàng ha, thì hàng cái này cái pháo nó sẽ rất là dở đỏ nha. Đó ha, hơi lửa qua cái là đỏ rồi, tại vì nó mỏng hơn mấy kia mà nó có cách dính được á. Nên mà đụng vô là phọt vô là nó sẽ đỏ. Nhưng mà sẽ dính cái dưới cái phần này, cái phần mắt vàng này nhiều nhất. Đó, dưới vô trong này cho nó đỏ đều lên. Sẽ bỏ vậy lên. Trong lúc hàng mình sẽ chỉnh luôn. Đó, vẫy rồi nó chảy rồi nha. Mình sẽ rác cố định như vậy, bắt đầu hạ phần trên luôn. Con này nè mọi người, chứ con ở trong mình nó đỡ hở. Và đây, sẽ hàng cái phần này luôn, cho nó cố định rồi mình sẽ đỡ cho nó rút vảy. Xíu còn kia quá, chậm xíu còn kia quá. Và đây là cái lắc sau khi mình hàng xong rồi nè. Sau khi hàng xong là sẽ dũa lại mấy cái phần quẩy hàng đây nha mọi người. Là dũa đều lại chỗ này. Cái này thì hàng sữa thì tùy theo món, cái món thì mình làm cả tiếng đồng hồ, nhưng mà nhiều lúc khách đâu biết đâu, mình kỹ thì mình làm kỹ thôi. Nói chung là khách hàng là thượng đế mà. Cái này cũng nói thiệt luôn, có nhiều anh họ hàng xong họ hàng đơ luôn, hàng chết luôn à, ông thay ông làm giống kiểu mình đâu, cái kiểu đó là rất là nhanh.
khi mình bỏ ra cả tiếng đồng hồ, 2 tiếng có khi sửa những cái món hàng mà ói cơm luôn. Có khi làm nửa ngày, có khi làm một ngày, chuyện đó là chuyện bình thường thôi. Đều có cái này có cái kia chứ. Và nhiều anh em nói cái hàng mà bị đen á, như ví dụ như mấy cái này mà nó bị ám khói nè, lúc đầu nó cũng sạch, nó bị ám khói đá nè, chút ra tẩy là nó sẽ hết nha. Và cái này mình sẽ làm giùm cho ông anh kia, nên là mình không có tẩy xử lý đâu. Ông tưởng tẩy tại anh bên si á, anh tưởng tẩy anh đánh bóng anh si thôi, mình chỉ nguội chà nhám lại thôi. Những cái cách xử lý mà những cái trong kẽ này nè, những ví dụ như những cái này đánh quá dễ rồi, chắc mình cũng không cần phải nói nhiều đâu anh em đó. Cái này là nó khít hơn cái mới nha mọi người, và nó khít hơn cái mấy cái cũ nha, cái cũ bị lắc hết rồi nè đó. Cho mình làm là làm cái này nó sẽ mà mốt nó mòn hết cái này, cái này vẫn còn này, cái mới thay vô nó vẫn còn, tại lắc là nó cũ đều nó mòn hết rồi. Đó, như này mình vũa xong rồi nè, giờ thì vũa mịn lại xíu cho nó đỡ vào nhám, đỡ vào nào. Vũa thì mọi người xem, chỉ cần tay mình cầm vô đổ một xíu là vũa nó sẽ hai bữa là nó sẽ rỉ sét và ố màu liền. Mồ muối khổ rồi đó mọi người, đồ nghề hư liên tục, nhất là vũa mà xài mà thời tiết nóng á, đổ mồ hôi á, chứ làm mấy những cái mũi này nè, những cái mũi kia kìa đó, ví dụ những mũi làm sáp này nè đó, mũi này mọi người cho mọi người thấy đây, những cái mũi này mà phải thay nhớt thường xuyên, chứ là những cái mũi ra đồ kia kìa đó. Mấy mũi đó thì nói chung là phải bảo quản nhớt. Và những cái tay cầm này nè, tay dặn này, cái này là xài lâu quá rồi nó vẫn bị sét, nhưng mà nó ít, nó quen với mồ hôi tay mình luôn á. Thường thường chắc anh em ở công ty chắc không biết cái mũi nạo này đâu không, anh em ở ngoài làm thợ thì biết, ở công ty đa số người ta không có dùng mũi nạo nữa, mấy công ty lớn người ta dùng mũi nhám rồi, phải giấy nhám rồi, không có dùng mũi nạo nữa. Nhám thì mình đa số mình sẽ dùng máy này, nhám thì dùng máy này nó sẽ nhanh hơn máy xà tông này nè đó. Tay cầm này ráp ráp tháo ra tháo vô nó dễ, nó nhanh hơn. Rồi đánh bóng mình bỏ ra đây, đây là vụ đánh bóng. Và cái học này rất là tiện nha anh em, không hai cái, một cái trên thì đựng vàng, cái dưới thì đựng bạc, rất là tiện luôn. Tiền lợi chứ đôi đường, nhám này nhám 400 mà nó mòn hết rồi, mình xin ngồi đây luôn, chà này luôn nha. Đó, mình sẽ chà này luôn. Quay thực tế cho anh em xem. Ôi nãy giờ quay ở ngoài. Đó, tay đổ mồ lúc nào cũng có vàng hết á. Thợ bạc mà, trung tình lắm. Trung tình. Và đây là cái mặt hàng mình đã làm xong rồi nè. Đó, mình sửa xong rồi, mồi tao hàng chỗ kia nè. Nó hơi bị ố xíu nhưng mà đánh bóng thì nó chỉ sáng thôi. Và chà nhám rồi xong xưa rồi. Tại vì ông anh này, ông anh không si được nên là mình đưa ông si nha, mình không có si, không có làm mới là anh tự đánh bóng tự si thôi, mình chỉ hàng thôi. Đó. Và như thế này đã xong rồi đó.
và xử lý đá đâu nữa thì khỏi chê luôn. Và chắc chắn một điều là chỗ hàng thì nó sẽ không bao giờ đứt nữa, mà chỉ sợ đứt những cái mối không chưa hàng mà. Và đây là cái hũ heo mình rửa tay, hũ vàng nha, mình rửa tay vì mồ hôi tay mình thì nó lúc nào nó cũng ẩm ướt, cái tay mình nó ẩm ướt mà mồ hôi muối nữa, nó rất là bất tiện. Anh em nào chung cảnh ngộ thì mới hiểu được. Và đây là cái nước mà mình đã chắc ra rồi nè, còn dưới là cái lóng cặn đó, để khi nào có dịp thì mình sẽ quay mình chắc cái cặn ra mình làm nấu lại. Ok, chắc mình cũng kết thúc video ở đây nha mọi người. Cái này là cái tài sản của mình nè, không mọi người thấy cặn cặn dưới không, đó 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 đó. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều nha.